Rồi, hello cô chú anh chị, hello nha. Thì bữa nay ngày 14 tháng 8 hàng trại Bầu Phong T2 xin kính chào cô chú anh chị nha. Đó thì bữa nay trong này là hai con cái, cái con gà kem và con gà bơ. Đó thì anh chị nào có nhu cầu mua bò cứ liên hệ hay số điện thoại cho chị nha. Anh chị cũng đang xã Mỹ Thạnh, huyện Bình Tre, cô chú anh chị. Mua bò là kêu dữ kìa. Số điện thoại là 0378709707 nha. Anh chị nào cũng cần xa có nhu cầu mua hai cái này giá cực kiều thương ha. Thì hai cái này cái con đè ba bê này nè, em đo chiều cao đó là 1m lẻ của chú anh chị mình nha, 1m lẻ 308 09 vậy ha. Còn cái con vàng á là đo chiều cao nó là 1m cô chú anh chị ha. Đó thì anh chị nào có nhu cầu mua hai bò này giá cực kiều thương thì cứ theo dõi ha, số điện thoại để trên màn hình nha. Đó thì cho em dạy dạy em giới thiệu cái trại cơ sở 2 của em ở đây là địa chỉ tại là ngã ba chợ cầu thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang như cô chú chị. Anh chị em có nhu cầu mua bò đực á, đực kem, đực pháp kem ba bê á, anh chị đến ở trong Đồng Tháp An Giang, anh chị cứ đến địa chỉ trên, bò lúc nào cũng có chuồng hết nha. Lúc nào về em giờ cho bà con dễ chọn lựa, mình xem trực tiếp tiếp mình mua bò luôn ha cô chú chị, khỏi qua nào. Qua máy ảnh ha, sợ bò bự nhỏ này kia nọ nhân dân, mình đứng nào mình mua nấy ha. Rồi giờ quay lại vấn đề hôm nay, hai con bò này trại bán giá công khai cho cô chú chị mình luôn, là hai con này bán giá công khai cho cô chú chị là 17 triệu ha. 17 triệu sợ luôn. Hai con này cực kỳ là phíp ha, nói chung em. Bữa nay giờ hơi tối trời mưa nữa cô chú chị, đang mưa nó thành là em không còn rồi, em thả đi vòng vòng em sẵn quay luôn ha. Thì anh chị gần xa nào có nhu cầu mua cứ bò chữ béo hay là mua nuôi sinh sản, hai con này là ép bò hết cô chú chị, nuôi sinh sản vẫn được nha. Đó. Thì hai con bò giá cũng cực kỳ thương, em nói chiều cao giá cả em báo cho cô chú chị mình hết rồi ha. Thì bò đã có chích ngừa viêm da nổi cục, lông mòm lông móng trụ trùng cho mình, cô chú nhìn hết ha, ăn uống cực kỳ giỏi. Đó thì em sẽ quay bởi bị gì thả nghe, em sẽ quay xa xa vì lại gần nó không được cô chú nhìn nha ha. Đó đầu tiên con cái bò bê nè, chân cẳng rất là khéo nha cả nhà. Bữa nay mưa quá tối về tối lập chợt là sẵn em quay cho lẹ ha. Đó sái tính thì rất là nghiêm chỉnh của chúng chị nha. Nè đầu cổ nè rất là đẹp, mưa đó đít nè, đít cực kỳ khủng đó nha ha. Nó đây rồi con cái kem ha. Thì bữa nay đó con cái kem thì nó hơi nhỏ hơn nha cả nhà. Cái kem này tầm tháng tuổi là tầm 4 tháng tuổi của chú anh chị mình nha ha. Còn con cái ba bê là tầm 6 tháng tuổi nha. Đó thì hai con giá cực kiều thương, thì giá hiện tại giá là bao ship cho cô chú anh chị mình 200 mấy số luôn nha. Anh chị nào gần xa ơ ghi alo nhắc máy alo cho em ha. Đó giá quá thương, bò này về có cỏ bỏ ăn bình quên đây tết bự chẳng của chú anh chị ha. Nuôi mình này mình nuôi sinh lời của chú anh chị ha. Ví dụ sau này mình muốn để sinh sản luôn, mình để mình gieo tinh sinh sản luôn vẫn được của chú anh chị ha. Còn giá này thì thiệt nó bán như cái giá mà bò bị thui vậy cô chú anh chị, giá cạo á. Đó thì anh chị gần xa có nhu cầu mua ưng ý cứ liên hệ em nha. Đó hai con em nói chung là quá trời giá sao mà bò lý quá yêu thương đó. Đó thì anh chị gần xa, cô chú gần xa nào có ơn thì cứ nhắc máy lên alo cho em ha. Đó tiền nào cô nấy nha cả nhà, bò bao cô chú anh chị là bao tặc lỗi 100%, chân cẳng không có gì hết. Nếu giao đến cô chú anh chị có tặc lỗi của anh chị có quyền không nhận và tả về ha, em sẽ làm tiền xe cho cô chú anh chị mình hết luôn ha. Đó thì anh chị nào gần xa có nhu cầu mua cứ liên hệ nha, em nhắc lại một lần nữa ha, địa chỉ là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre ha. Số điện thoại là 0378709707 nha cô chú anh chị. Đó quá trời whip cái ba bê, còn cái ba bê này không, nếu mà mình giá như một lần nó có 15 triệu cô chú chị nhé. Mà hai con giá nó vậy thì thôi khỏi phải bàn nè. Đó rồi hen, bò thì em cũng quay giá cả này kia nọ chiều cao cũng cập nhật cô chú chị rõ hết rồi hen. Em kết thúc video đây nha cô chú anh chị, thì anh chị nào có nhu cầu mua bò cứ liên hệ nha. Đó nè, hai con khá là đẹp. Đó anh chị có nhu cầu mua bò cứ liên hệ ha. Đó đang có chuyến đi An Giang nha cô chú anh chị ha. Thì An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang
anh chị cứ alo ha, được em dục xe đi luôn ha. Đó rồi, hẹn chào tạm biệt cô chú chị và hẹn gặp lại cô chú chị lúc ngày mai. Rồi chào, cảm ơn cô chú chị nha.